Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Năm thứ ba đời Ô-xê, con trai Ê-la vua Israel, thì Ê-xê-chia con trai A-cha vua Giu-đa lên làm vua. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là A-bi, con gái của Sa-cha-ri. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asera và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm, bởi vì cho đến khi ấy dân Israel xông hương cho nó. Người ta gọi hình rắn ấy là Nehutan. Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người trìu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng người, hễ người đi làm sự gì đều được thành tựu. Người giấy nghịch với vua A-si-ri, không phục vua ấy nữa. Người hãm đánh xứ dân Philippines cho đến Gaza và địa hạt chung quanh thành, từ tháp vọng canh đến thành kiên cố. Xảy ra năm thứ tư đời Ê-xê-chia, nhằm năm thứ bảy đời Ô-xê con trai Ê-la vua Israel, thì sanh Manasa vua Assyri đi lên đánh Samari và vây nó. Cuối ba năm người hãm lấy. Ấy vậy, nhằm năm thứ sáu đời Ê-xê-chia, năm thứ chín đời Ô-xê vua Israel, thì Samari bị chiếm lấy. Vua Assyri đem dân Israel qua Assyri, đặt tại Chala và trên bờ Chabo, sông xứ Gosan, cùng trong các thành của Medi. Ấy vì chúng không có vâng theo lời phán của Jehovah Đức Chúa Trời mình, nhưng bội giao ước Ngài, không khứng nghe và chẳng làm theo các điều mà Môi-se tôi tớ của Đức Jehovah đã truyền cho. Năm thứ 14 đời Ê-xê-chia, Sang-chê-ríp vua A-si-ri đến đánh các thành kiên cố của Giu-đa và hãm lấy nó. Ê-xê-chia vua Giu-đa sai sứ đến La-ki nói với vua A-si-ri rằng: tôi phạm lỗi, cầu vua lìa khỏi nước tôi, hễ vua đòi tôi điều gì tôi sẽ chịu. Vua A-si-ri bắt Ê-xê-chia vua Giu-đa phải trả 300 ta lân bạc và 30 ta lân vàng. Ê-xê-chia nộp cho người các bạc ở trong đền Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của cung vua. Bây giờ Ê-xê-chia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ Đức Giê-hô-va mà chính mình người đã cẩn vào, rồi nộp hết cho vua A-si-ri. Xong, vua A-si-ri ở La-ki sai Tạc Tang, Ráp-sa-ri và Ráp-sa-kê đem theo một đạo binh mạnh đến Jerusalem đánh vua Ê-xê-chia. Chúng đi lên Jerusalem và dừng lại tại cống ao trên ở bên đường ruộng thợ nện. Đoạn, chúng xin nói chuyện với vua. Eliakim, con trai Hinkia, quan cai đền, Shepna, thư ký và Joa, con của Asaph, quan thái sử, đều đi ra đến chúng. Rabshake nói cùng họ rằng: ta xin các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia rằng: vua Assyri là vua lớn nói như vậy. Ngươi nhờ cậy ai dường ấy? Ngươi có nói chỉ những lời hư không đó thôi mà rằng: ta có mưu kế sức mạnh đặng tranh chiến. Vậy ngươi để lòng tin cậy nơi ai mà dấy loạn cùng ta? Ta thấy rõ điều đó. Ngươi nhờ cậy nơi Ê-díp-tô, thật như nương vào cây sậy gãy. Ví ai nương dựa nó, ắt nó sẽ đâm vào tay, soi lũng ngang qua. Phàm ai nhờ cậy Pharaon vua Ê-díp-tô thì đều bị như thế. Có lẽ các ngươi sẽ nói với ta rằng: chúng tôi nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng há chẳng phải các nơi cao và bàn thờ của Ngài mà Ê-xê-chia có phá hủy,
truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi khá thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem ở trước bàn thờ này chăng? Thế thì ngươi hãy đánh cuộc với chủ ta là vua Assyri. Ta sẽ giao cho ngươi 2,000 con ngựa, nếu ngươi tìm được quân kỵ để cưỡi chúng nó. Ấy chẳng đặng, thì ngươi làm sao đánh đuổi một quan tướng nhỏ hơn hết của chủ ta đặng? Ngươi cậy nơi Ai Cập đặng kiếm xe và quân kỵ sao? Há chẳng phải theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta loáng qua miền đây đặng phá hủy nó sao? Đức Giê-hô-va thật có phán với ta rằng: hãy đi lên đánh xứ này và phá hủy nó. Eliakim, con trai Hinkia, Shepna và Yoa bèn nói với Rabsake rằng: hãy nói với các tôi tớ ông bằng tiếng Syri, vì chúng tôi hiểu thứ tiếng ấy. Chớ nói cùng chúng tôi bằng tiếng Juda vào tai dân sự ở trên vách thành. Rabsake đáp lại với chúng rằng: há có phải cùng chủ ngươi và ngươi mà chủ ta sai ta nói các lời này sao? Người há chẳng sai ta đến cùng những người đứng trên vách thành để họ với ngươi ăn phẫn mình và uống nước tiểu mình sao? Đoạn Rabsake đứng tại đó, cất tiếng la lớn lên bằng tiếng Juda mà rằng: hãy nghe lời vua Assyri là vua lớn nói. Vua nói như vậy: chớ để cho Ê-xê-chia lường gạt các ngươi, vì hắn không tài nào giải các ngươi khỏi tay ta. Cũng chớ để người dỗ các ngươi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng sa vào tay của vua Assyri đâu. Chớ nghe Ê-xê-chia, vì vua Assyri nói như vậy: khá hòa với ta và hàng đầu ta, mỗi người trong các ngươi sẽ được ăn hoa quả của vườn nho và của cây vả mình, cùng uống nước giếng mình, cho đến chừng ta tới dẫn các ngươi vào trong một xứ giống như xứ của các ngươi, tức là xứ có lúa và rượu, bánh và vườn nho, một xứ sanh dầu olive và mật ong. Như thế các ngươi sẽ sống và không chết đâu. Vậy chớ nghe Ê-xê-chia, vì hắn gạt các ngươi khi nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Những thần của các dân tộc khác há có giải cứu xứ mình khỏi tay vua Assyri chăng? Thần của Hamát và thần của Ác-bác ở đâu? Thần của Sê-phạt-va-im, thần của Hê-na và thần của Y-va ở đâu? Các thần đó có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thể giải cứu Jerusalem sao? Nhưng dân sự làm thinh, không đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng: các ngươi chớ trả lời. Eliakim, con trai Hinkia, quan cai đền, thư ký Shepna và quan thái sử Yoa, con trai Asaph, trở về Ê-xê-chia, quần áo xé rách, thuật cho người mọi lời của Rabsake. Chương 19. Hay được tin ấy, vua Ê-xê-chia xé rách quần áo mình, mặc áo bao và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đoạn người sai Eliakim, quan cai đền, Shepna, thơ ký và những thầy tế lễ già hơn hết mặc bao đến Ê-sai, thầy tiên tri, con trai A-mốt. Chúng nói với người rằng: Ê-xê-chia nói như vậy: ngày nay là một ngày tai nạn, sửa phạt và ô danh, vì đàn bà đã đến kỳ mãn nguyệt nhưng thiếu sức đẻ con. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông đã nghe các lời của Rabsake mà vua Assyri chủ hắn đã sai đến đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông sẽ quở phạt các lời ngài đã nghe. Vậy xin hãy cầu nguyện dùm cho những kẻ còn sống. Các tôi tớ vua Ê-xê-chia đi đến Ê-sai. Người nói với chúng rằng: các ngươi khá đáp với chủ mình thế này. Đức Giê-hô-va phán như vậy: chớ sợ hãi những lời các ngươi đã nghe các tôi tớ của vua Assyri dùng mà phạm đến ta. Ta sẽ khiến một thần đến cùng nó, làm cho nó nghe tiếng đồn, và nó sẽ trở về xứ mình. Tại đó ta sẽ dùng gươm giết nó.
khi Rabshake trở về vua Assyri, thấy vua đang vây Libna vì có hay rằng chủ mình đã lìa khỏi Laki. Vua bèn nghe nói về Tiệc Haka, vua Ethiopia rằng: kìa, người đã kéo ra đặng giao chiến với ông. Bởi cớ đó, Sanchirip lại sai sứ giả đến Ezechia và dặn rằng: các ngươi hãy nói như vậy với Ezechia, vua Juda, mà rằng: chớ để cho Đức Chúa Trời là đấng ngươi nhờ cậy phỉnh gạt ngươi mà nói rằng: Jerusalem sẽ chẳng bị sa vào tay vua Assyri. Kìa, người đã hay những việc các vua Assyri đã làm cho các xứ mà diệt đi hết thảy, còn ngươi sẽ thoát khỏi nào? Các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tuyệt diệt, há có giải cứu chúng chăng? Là các thần của Gosan, Haran, Reshep và dân Eden ở tại Telasha. Vua Hamat, vua Akbat, vua thành Sephatvaim, vua Hena và vua Iva đều ở đâu? Ezechia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả bèn đọc. Đoạn, người đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Ezechia cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Ngài vẫn ngự ở giữa các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian. Chính Ngài đã làm nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy nghiêng tai Ngài và nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mở mắt Ngài ra và xem. Cầu Chúa hãy nghe các lời mà Sanchirip sai nói, đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Giê-hô-va ơi, quả thật các vua Assyri đã diệt các dân tộc và phá hoang địa phận chúng nó, ném các thần chúng nó vào lửa. Nhưng chẳng phải là thần, chẳng qua là công việc của tay người ta làm ra bằng gỗ và bằng đá, nên chúng hủy diệt các thần ấy. Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay Sanchirip, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ê-sai, con trai A-mốt sai nói với Ê-sê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc Sanchirip vua Assyri. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn: gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ, chê cười ngươi. Con gái Jerusalem đã lắc đầu theo ngươi. Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai, cất tiếng lên cùng ai? Thật, ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh của Israel. Ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng Chúa mà rằng: ta đem nhiều xe lên chót núi, đến đỉnh rất xa của Liban. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và cây tòng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến cõi xa hơn hết, tức rừng rậm của nó. Ta đã đào giếng uống nước của đất lạ, dưới bàn chân ta sẽ làm cạn các sông Egypto. Sự này ta đã làm từ lâu, việc này ta đã định từ thời cổ, ngươi há chẳng nghe đến sao? Bây giờ ta khiến cho sự đó xảy đến, để cho ngươi phá hoang các thành kiên cố ra đống hư nát. Vì vậy dân sự của các thành ấy đều yếu đuối, bị sợ hãi và hổ thẹn. Chúng giống như cây cỏ xanh ngoài đồng, tỉ như cây cỏ trên nóc nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi cọng chưa thành. Nơi ngươi ngồi, lúc ngươi đi ra đi vào, và sự giận dại ngươi đối cùng ta, ta đã biết hết. Bởi ngươi giận dại cùng ta, và vì lời kiêu ngạo ngươi đã thấu đến tai ta, ắt ta sẽ xỏ cái vòng nơi mũi ngươi, để khớp nơi môi miếng ngươi. Đoạn, ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường mà ngươi đi đến. Hỡi Ê-sê-chia, nhờ dấu hiệu này, ngươi nhìn biết rằng lời này sẽ ứng nghiệm. Năm nay, các ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống, sinh ra. Năm thứ nhì, ăn vật tự mọc lên. Nhưng năm thứ ba, các ngươi sẽ gieo và gặt, trồng nho và ăn trái nó. Hễ giống gì thoát khỏi, còn lại của dân tộc Giu-đa, dưới sẽ châm rễ xuống, trên sẽ kết bông trái lên. Vì sẽ có phần sót lại từ Jerusalem mà ra, kẻ thoát khỏi từ núi Si-ôn mà đến. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va sẽ làm nên việc ấy. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyri như vậy: nó sẽ không vào thành này,
chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến giơ khiên lên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giê-hô-va phán, nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó. Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri và giết 185.000 người tại đó. Sáng ngày mai người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa chỉ là thây đó thôi. Sanh-chê-ríp vua A-si-ri bèn trở về ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lại tại trong chùa Nít-rót, thần của mình, thì A-tra-mê-lét và Sa-rít-xê giết người bằng gươm. Đoạn, chúng nó trốn trong xứ A-ra-rát. Ê-sạc-ha-đôn, con trai người, kế vị người. Thi Thiên 126. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dẫn phu tù chúng tôi về như các suối miền Nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Sách A-gê, chương 1. Năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri A-gê phán cho Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê rằng: nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm. Và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy: các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu và trên sản vật đất sinh ra, trên loài người, trên loài vật và trên mọi việc tay làm. Vậy Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên và Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại, vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của đấng tiên tri A-gê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. A-gê, sứ giả của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng dân sự theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va mà rằng: ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn, Đức Giê-hô-va dục lòng Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và dục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến, làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Ấy là ngày 24 tháng 6, về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út. Chương 2. Ngày 21 tháng 7, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: bây giờ hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa,
và Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đác thầy tế lễ cả và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà này, và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi há chẳng phải như là hư không sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán: hỡi Sô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đác thầy tế lễ cả cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán: cả dân sự trong đất các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rung động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rung động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến. Rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ngày 24 tháng 9 về năm thứ hai của Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng: nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng: không. A-gê lại rằng: nếu ai bị ô uế vì thây chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng: các vật ấy sẽ bị ô uế. A-gê bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán: dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy, cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy, vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Vậy bây giờ ta xin các ngươi khá suy nghĩ. Từ ngày này về trước, khi chưa đặt hòn đá này trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lượng, chỉ được có 10, và khi người ta đến bàn ép rượu đáng được 50 lượng, chỉ được có 20, ta đã dùng những hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ hãy suy nghĩ. Từ ngày nay về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây liễu, cây olive cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-gê trong ngày 24 tháng ấy rằng: hãy nói cùng Sô-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa mà rằng: ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất, ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân, ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên, các ngựa và người cưỡi, ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: hỡi Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.